Xin kính chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang có mặt tại cái nền nhà của em Pó. Thì sáng buổi sáng ngày hôm nay, em Dương có nhận được cuộc gọi của em Pó rằng là hôm nay là buổi cuối cùng để mà san nền nhà của em Pó rồi. Thì là có nhờ em Dương là có mua thêm thức ăn vào để mời bà con ăn bữa. Bởi vì là cũng bà con đến hội thì em Pó cũng tương đối là đông. Nên là hôm nay em Dương cũng có mua vào là 6 cân gà đùi và có cả một khay trứng nữa đấy. Và cái phần tiền mua thịt này thì là em Dương trích từ cái quỹ làm nhà của nhà em Pó để mà mua thức ăn cho em Pó. Và nhân tiện vào hôm nay em Dương vào, em Dương cũng có lấy thêm vào là 2 cuộn vòi, bởi vì quý cô bác theo dõi video của team bản sắc dân tộc thì cũng biết là hôm trước em Dương cùng với lại hai anh em Pó với em Dính kéo vòi thì là vẫn đang thiếu là tầm 2 cuộn nữa, nên em Dương cũng có lấy tiện lấy vào luôn để mà anh em rảnh thì là tiến hành là đi hoàn thiện nốt cái đường vòi để mà tiến tới nhà em Pó làm nhà, còn có nước để mà làm. Còn một việc nữa đó là em Dương có mang vào đó là một bao quần áo của cô Lê Thị Hoạt, Nga Sơn Thanh Hóa. Đây là cái phần quà của cô Hoạt có gửi cho bà Hoạt gửi cho bố con cháu Pó, ân nhân của cháu Dính tâm thần. Đây có con đi bạch tạng đấy. Thì em cũng có dạ. Gửi lời cảm ơn tới cháu, gửi lời cảm ơn tới bà Hoạt ạ. Bà có tấm lòng yêu thương đến gia đình cháu, bà mới gửi cái một bao quần áo này về cho gia đình cháu nữa. Cháu không có gì, cháu chỉ chúc bà gặp nhiều may mắn và có nhiều sức khỏe thành công của sáng bàn ạ. Vâng, đấy là lời cảm ơn của em Pó. Và cái phần quà này thì lát nữa em Dương cũng sẽ cùng em Pó tiến hành là khui quà ra là để mà trao cho em Pó. Còn hôm nay em Dính có mặt ở đây là bởi vì là em Dương cũng muốn là lát nữa thì cái đường vòi ấy thì cũng có cả em Dính, là tí nữa em cũng đi hộ anh với lại em Pó này để mà kéo đường nước luôn nhé. Mới chẳng là một phát kia cha tủ cá sườn đấy chứ nhỉ. Thế à, hai anh em cất đồ đi đi. Vâng. Em lấy cất đồ đi xong là để tí nữa cho anh em xem là ai nấu cơm cho. Vâng, anh nấu cơm thì mình đi kéo vào nước. Nhân đây thì em Dương cũng muốn là vào cập nhật cái tình hình nền nhà của nhà em Pó. Đây là sau nhà của nhà anh trai của em Pó nhá, là bạn Súng ạ. Bạn ấy vừa mới đi làm ở dưới Lạng Sơn về. Đây xe mới của em Pó đấy. Xe mới được bà Vân tài trợ để hỗ trợ em Pó mua cái con xe để mà có phương tiện đi lại. Và cái thứ nhất, thứ hai là có xe để mà vận chuyển vật liệu của em Pó thì khi mà tiến tới là chúng ta làm nhà gần xong rồi. Vì là đất của nhà em Pó thì là không có đá giống như của nhà em Dính nhá, nên bà con cũng đến hội rất là đông. Lúc đi tà tàu gì tàu? Tàu hết được không? Không được không? Đây cố gắng làm hoàn thiện trong ngày hôm nay thôi nhỉ. Đất cũng là tương đối là nhiều. Đây anh trai của em Pó này, rất là đẹp trai đấy. Người rất là phúc hậu nhá. À nay có cả bố vợ về hộ đây ạ. Bố vợ về hộ. Có mệt không chú? Sao gì sao? Lì thế đâu. Lì thế à? À đây em bé của Pó đây. Thế lại nhờ bà trông hộ đi em. Chú Pó phát sổ lại. Thế này, điệu lên như thế. Hả? Không chịu á? Chỉ vua. Mà
cô mà chú tần chưa xin cho em xin phần hoa sáu thì bao lâu rồi đó thì có gì cô như như ổn thôi gì đó giờ là thao gì bây giờ là cũng khá là muộn rồi ấy, thì bà con cũng đang nghỉ ngơi một chút, thì em Dương cũng tranh thủ là mở cái phần quà của bà Hoạt cho hai vợ chồng em có. Đây, em Dương cũng xin phép mở. Cái cái bức thư này là bà Hoạt có gửi cho anh Ngọc nhá. Thì là có lẽ là cái bức thư này em Dương sẽ cất đi để tối anh Dương em Dương sẽ mang lên để gửi lại cho anh Ngọc ạ. Là quần áo này, đây hai vợ chồng xem chọn nhé. Vâng. Đây có cả bánh cho con này. Đây em mở bánh cho con ăn đi. Ít cũng là cái miếng nào. Để xem mà mở mặc cái nào vừa thì mặc lấy nhá. Chúa chứ. Chả lắm là nó cưa nè. À đấy chỉ muốn là con này. Đây quần ngủ này em này. Vâng. Mặc rất là ấm đấy nhá. Vâng. Lên. Đây có cả áo khoác này, em lấy đi cho ai cũng thấy thế nào lấy được. Đây quần áo của em bé sao ấy, thế là vừa lấy cho con. Đây cái này của chị con này. Đây em bé ăn kẹo nhá. Nó tha này. Này. Ăn kẹo ăn bánh. Chị ấy bỏ nó salad này cái chị. Ui giời, giỏi quá rồi bác. Có xong rửa mặt cho con đi. Mặt vâng. Chắc là bị con cọng ấy nhè xong là bị dính đất phải không? Vâng đúng ạ. Tại vì là bị con đi làm. À đây có con của em dính này. Nó tha gì nào? Nó à, ăn kẹo không à nè. Ta cho nhá. Đây. Đây bạn này này. Bạn lớn à, anh lớn à. Này. Bỏ cái áo xuống. Lạnh thế sao mặc áo như thế hả? Tôi chẳng nói nhìn ra như thế hả? Ừ? Áo khoác đâu? Bạn đi ra đây. Đây. Cá gì cá? Có ngon không? Có ngon không? Ừ. Này dính này. Kẹo đi. Đây bạn này. Đây còn cái phần này thì là em Dương để lại cho con của em khó. Này xong lấy cái túi bóng buộc vào nha em nhé. Vâng ạ. Không để bên ngoài nó ỉu ấy. Vâng. Đòi nữa. Đòi nữa. Nhỉ. Tôi xem hai vợ chồng xem có cái nào mặc vừa thì mình lấy, còn không vừa thì xem là bà con ai lấy thì lấy cho bà con ở quay lên nhá. Vâng. Có xem có cái nào vừa mẹ hay là bố không lấy cho bố nữa. Vâng. Đấy cái này. Thế cái vòi này có đi kéo luôn được luôn không em? Có ạ. Nhưng mà bây giờ các anh em đang hộ ở đây mình lại đi làm kéo cái vòi này được không? Chắc đi vẫn được ạ. Thế thì xem gọi cả em dính nữa xong là đi, xong là hai anh em đi làm cái này. Bởi vì là cái đoạn này vẫn còn hai đoạn nữa thôi, nên là hai quận nữa thôi nên là cũng rất là nhanh rồi, chắc cũng còn làm khoảng tầm 20-30 phút nữa là xong của chúng bác ạ.
Bây giờ mấy anh em San thì đang nghỉ ngơi hả em? Vâng. Đang nghỉ chưa? Vâng đúng ạ. À, thế thì thôi anh em mình tranh thủ đi làm một tí xong là tí mình quay lại. Ừ, tí mình quay lại bởi vì là cái chỗ đấy cũng làm nhanh cơ mà. Vâng. Cái vòi này vòi nào đi em? Vòi này là dính lúc lá cái này nền nhà dính này nước không đủ vậy thì kéo cái này tìm. À, à, à. Cái vòi này là dính từ mua hay như nào? Không, cái này là cái mình mua ấy, mình mua xong ở trên đấy thì không đủ kéo từ trên xuống dưới này ấy. À. Đồng với nước kia. Kéo từ trên đấy vào. À, thế vòi hôm nay anh em mình kéo kìa. Vâng. Là em kéo vào đây rồi gì? Vâng, đúng ạ. Thế bây giờ mình lại kéo từ bên kia đồng và kêu về quay lại đây. Vâng. À, thế cũng được. Xem cái nguồn nước nó lắng chưa, nước sạch chưa? Vẫn chưa đi sạch vì mấy ngày hôm nay vẫn còn là cái nhà cũng không dậy nữa. À. À, chỉ đâu chỗ đây bên kia đó là thế đi. À? Chậm. Đi chậm nữa. Hay sau khi anh em mình chôn luôn cái này. Vậy. Cái chỗ này qua nương hay được người ta có cho không? Lúc nào thì mình phải đi qua luôn cái đường. À, mép đường đi nhỉ? Không, cái đường trên đấy thôi. Là cái hôm nhà dính láng nền trên nước không đủ thì dính cháo cái vòi này để vòi về lấy nước ở trong nguồn này trước cái gì? Vâng. À, thế mà anh không hiểu. Thế là kéo từ kéo vòi từ trên nguồn hôm anh em mình kéo xuống luôn hết luôn rồi. Vâng. À, thế bây giờ mình lại phải không còn nữa. Thế bây giờ là mình lại phải đi kéo từ cái nguồn riêng tiếp. Vâng. Đây, cái nguồn nước của nhà em, à, hai anh em thì bây giờ cũng đã láng xuống rồi. Em là mấy nữa ngày mai hoặc ngày kia xem mà lấy cái xi của nhà em bó anh em dính ấy, vẫn còn thì hai anh em lấy lên làm cái bể đây đi. Vâng, vâng, thế bên chỉ đổ láng cái nền này thôi mà vâng, nó sạch thế, ấy. Thế lấy mấy cái viên gạch nữa hay là như nào? Không, không cần lấy gạch đâu mà lấy một bao bột với lại một ít xi trộn vào với nhau láng cái này là được rồi. Vâng. Đấy, xong là tìm một cái tấm gì che chỗ này này. Vâng, vâng, được. Bởi vì ở đây bây giờ ấy thì tìm nguồn nước rất là khó vì các bác ạ. Hai anh em cũng tìm được chỗ này thì nước cũng tương đối là nhiều. Vì có lẽ nuôi hai gia đình thôi thì chắc là vẫn đều dùng thoải mái. Với lại nhà em dính thì không thể tới cũng lấy tét rồi. Và cái đầu nguồn này thì quý cô bác theo dõi thì cũng biết là hôm vừa rồi thì anh em trong team thì cũng đã hỗ trợ hai anh em làm được cái đầu nguồn rồi. Tuy nhiên thì khi mà cái nhà em dính láng nền thì nguồn nước của nhà em dính không đủ ấy. Nên là hai anh em dính ra lên kéo cái từ cái nguồn ở trên vòi này cái số vòi trên đầu nguồn này đi xuống để mà gần hơn làm sao mà kéo vòi đến nhà của em dính được ấy, để mà em kéo thêm nước đi để mà bổ sung làm cái láng nền nhà ấy. Nên là bây giờ hai anh em lại phải lên đầu nguồn này kéo lại được chưa? Cái đầu kia chứ em. Cái này tí nữa rồi ấy. Cầm cái đầu kia kìa. Cái này. Đấy, cầm nó để kéo đi. Có cầm đấy chứ, có. Mang cái bật lửa ra. À dính cầm cuốc thì dính nhá. Bởi vì là cái ở quanh đây ấy, thì nương của bà con ở đây người ta không cho kéo vòi đi. Vì khi mà bà con cày nương ấy thì sẽ rất là khó, nên bà con không cho kéo qua trên nương của người ta và đành phải kéo thêm mép cái suối này ạ. Em thứ hai em nào có cho đâu, em kéo thẳng đi rồi. Thì lúc đấy cùng lấy thì có gì đâu.
Đấy nhưng mà bây giờ thì bây giờ mấy anh em này còn có vòi từ đây đi rồi, em nhà em ở bên dưới à? Nhà em kia. Đây á? Ờ. Cái nào cái nhà xây kia? Không. Cái nhà bên trong ấy có con bé kia. Thì chỗ kia có nước rồi đây. Có rồi nhưng mà nhiều thế này nước có đủ ăn à, được uống đâu. Thì căn bản là bây giờ là không cho mày nói thế gì. Bây giờ làm nào này? Cha thầy đi. Cha mà. Hả? Cha mà chỉ có học. Nấu tới dựng tới hai giờ. Ờ hai giờ mà giờ bao giờ? Ờ chỉ có học á. Hay là mượn máy hôn. Là xong nhà hay là mượn máy hôn rồi. Đây em Dương với lại em Pó và em Dính đang kéo nước thì có em này là chủ đất gọi là đất nương ở gần đấy thì là em bây giờ em lại bảo là cái nguồn nước đấy nguồn nước của em đấy mà không cho kéo nữa. Bây giờ cho hai anh em mình xin đi bởi vì có tí nước thôi mà nước này cũng không nhiều mà em. Không nhiều nhưng mà họ lấy uống cũng nhiều. Lúc nào mình. Nhưng mà bây giờ nước này nếu mà hai anh em này không kéo thì em cũng chỉ để đi công thôi. Không, bây giờ mình đang dám làm nhà rồi nhưng mà kéo như thế này thì lúc em kéo về đây về thì nó. Thế bây giờ anh bảo như này, bây giờ cứ cho hai anh em mà kéo đi dùng trước thôi mà bao giờ em làm nhà em lấy thì hai anh em mà thu đi tìm cái nguồn khác được không? Nhưng mà có đổ không? À, không đổ. Bây giờ cũng chỉ đắp lên đấy thôi. Không rồi. Như thế này thì hai em này kéo đi thì lúc em bảo thì hai em này có đồng ý cho mình thôi. Thế hai em nói như nào? Lúc em Dính nó đi tìm cái đồng ở nước thì nó cũng đã si bố rồi. Mà em trai này nó lại bảo là lúc nó tách ra không có nước quá nữa. Thế bây giờ em trai này nó lại không đồng ý, nó bảo là thế thì mình được kéo nữa. Thế thì em không biết làm sao nữa. Trước kia thì em này nó đi xin đồng ở nước thì nó cũng đã si bố rồi. Nhưng mà lúc đấy em trai này nó vẫn đang là ở giữa Hà Nội, nó chưa lên, nó lại không biết. Thì bây giờ em này lên này lại không đồng ý nữa thì thế này thì không biết làm sao nữa. Yeah. Thế thì thảo ở hai giờ mà. Ừ, hai giờ. Ở hai giờ mấy giờ thảo cái tin nhắn ra uống cho nó đến chứ bao. Mà giờ lên mà ở trời hai cái tí lỗi hả lý chả thế nào. Tôi không nên mà chỉ bao hai giờ thế. Thế anh em mấy anh em nói chuyện với nhau nào, bởi vì bây giờ anh cũng thật sự là anh vấn đề này là cũng hàng xóm láng giềng của các em thôi, anh cũng không ăn thiệp gì cả. Bởi vì là đấy. Thế hay cho cứ cho hai anh em này xin kéo về. Bây giờ nguồn nước em cũng chưa kéo thì em cũng chỉ để không thôi. Bây giờ nếu mà bây giờ em chưa kéo nhưng mà có lúc nào em kéo thì tình có đấy. Thì đến lúc đấy nếu mà em kéo thì em cũng lấy hai anh em này lại đi tìm chỗ khác. Thế ai nào có đồng ý đâu. Nào hai anh em thì thế nào? Em thì thế nào cũng được bởi vì là bây giờ không có nước nữa thì lúc đầu thì vẫn đa si bố của em này rồi nhưng mà bố lại đồng ý nhưng mà em này nó lại đi làm về nó lại không đồng ý nữa thì em cũng không biết làm sao nữa thì cái này thì bố em thì biết gì đâu, triệu đất cho mình rồi, mình đất đấy rồi của mình không biết làm sao nữa. Thế thì nếu em này cho thì mình sẽ kéo, nếu em không cho thì em cũng em này không cho thì em thế bây giờ anh bảo thế này nhá nữa. Thôi thì bây giờ hai anh em này cũng đang làm nhà ấy thì em cũng chưa dùng đến thì cứ cho hai anh em này kéo về trước, không là bao giờ em lấy thì hai anh em lấy kiếm nguồn khác được không nhá. Không thì lúc đấy em kéo hai anh em nào có đồng ý không bảo thế. Nếu mà bây giờ kéo đi ấy, lúc em kéo đi hai anh em nào cũng cho em kéo đi, bây giờ em làm sao là hai thằng thì thế nào? Em thì vẫn đồng ý bởi vì là Dính ý là thì là tay chá bù ở bên nông cái gì mà chơi cho cá thì cái gì thì chá này là hải ly nè, hải ly chá bây giờ rồi riêng hào dùng hào ít tin mình giờ họ mà hải chỉ thuận nhiên vô thế giờ thì chỉ học tay ở bên nông thôi mà thế nếu họ giờ sẽ dùng hào ít tin mình thì sẽ giờ dùng hàng tự nhiên à, bây giờ lại về dùng tiền để mua à? Đúng, nhưng mà nó lấy đi không cho em nữa rồi, mua luôn, mua chết luôn cho nó. Nhưng mà nguồn nước này mùa khô có nước không? Thằng nước khô có cái này là cái chỉ có đường này chỉ có là nước cái chảy thôi, không có nước nào nữa. Thằng có khô mới đây mua phải cha nhìn chỉ khô như thế nào. Ừ. Bây giờ mùa khô thì đây cũng là mùa khô rồi. Không phải đâu, mấy hôm không trước phải. Cũng vừa mới trời mưa to nên là nó không có nhiều nước, không biết là mấy hôm nữa trời mưa đến mùa khô thì nó liệu nó có nước hay không. Thế kia cũng chạy bình thường á. Chỉ muốn đến đây mà thoa hầu to mà. Có
Xong thì anh bảo thế này, bây giờ hai anh em cũng đang làm nhà đang thiếu nước thì cứ xin thằng em này là lấy kéo cứ kéo về trước. Là bao giờ em này nó dùng đến thì mình lại kéo đi tìm nguồn khác cũng được. Vâng, em nghĩ thế nhưng mà em dính bảo là người như em dính thì không biết làm sao nữa. Anh Dính bảo là sẽ em này nó lấy bao nhiêu tiền ở cái đồng nước không dính được. Còn thế bây giờ phải đâu? Chia hết rồi. Có ba em chia đất hết rồi, mình có vợ hai con là mình riêng. Nhưng mà đất nước này là nó chảy trong cái chỗ khe suối này cơ mà. Ờ nó chảy có khe suối nhưng mà đọc đất của em rồi, nhưng mà cái nước nó chảy đất của em ra. Thế nào? Hai anh em thì thế nào? Ngay thì bây giờ anh cũng hộ thì anh cũng chỉ hộ được đến tí được, cái nguồn nước này bây giờ cũng là anh em hàng xóm thì anh cũng không can thiệp sâu vào được. Vâng, bởi vì là... Anh ấy, đấy. Bây giờ chuyện này nữa thì em không biết nói gì nữa. Thế thì mà sẽ xin kéo để mà là cái nhà em xong. Xem đi thì cái khác nhưng mà em sẽ... Xong thì bây giờ anh bảo như này, hai em cứ kéo đi xong là đến lúc đấy hai anh em tự đi hăng đi tìm chỗ khác đi. Vâng, nhưng mà sợ lúc đấy là không có tiền để đi mua vọt nước. Thì lại lấy vòi này đi. Mình làm sao để vòi này cho người ta được? Vâng, nhưng mà bởi vì chỗ này cũng không có nước nữa. Chỗ này có nước đâu, họ lấy hết rồi. Không biết làm sao. Đọc nước của họ đi họ. Nói chứ. Xem xin anh trai chị dâu dùng cái nguồn nước kia được không? Bây giờ mình cũng lấy vòi gì thế. Vâng, nhưng mà đúng, thế này vẫn đúng. Nhưng mà bởi vì cái của chị dâu đấy một mình còn vẫn chưa được đụng máy nữa. Nó bảo là mình sẽ đi tự đi kéo một cái. Hai nhà mình dùng chung nữa thì cũng dùng khá là nhiều nước. Thế bây giờ thì sẽ không biết là sao nữa. Rất là khó luôn ạ. Thế nó như hay giờ tí dành rồi mà. Nhưng mày có bỏ tao đâu. Tao là anh mày, mày có hổ em một câu đâu. Hai anh em này là anh em à? Anh em hổ. Anh em họ à? Ừ. Quan hệ như nào? Anh hổ thôi. Nếu hổ em thì em cho không luôn. Các bạn này lúc đấy em chưa về thì nó thật thế. Chưa về cứ có đĩa, cũng có đĩa chứ. Thế nếu không thì xin em này một câu để lấy về. Bây giờ xin thì xin mấy hôn thôi nhá. Không, cái vấn đề này anh không biết được. Bởi vì anh cũng không hộ không được. Biết thì em này nó lấy đi, nó không cho em rồi. Nó bảo nó lấy đi uống luôn rồi. Đây, cái nguồn mà nếu hôm mà em dính này, kéo vòi đi để mà lấy nước trộn vật liệu ấy. Đây là cái chỗ nguồn mà em dính kéo thì có lẽ là em dính cũng sợ là bởi vì ở trong này là trong cái khe suối nên là sợ là đất đá nó vào xong bị tắc vòi ấy là em cũng đã rút ra rồi. Bởi vì là cái nguồn nước mà em bó với em dính đang định kéo ấy, thì là hiện tại có một em thì cũng đang bảo là cái chỗ đấy là cái chỗ nương của nhà em đấy là em cũng không cho kéo và còn định là phải trả tiền cho em đấy mua cái chỗ mới cho. Thì cái vấn đề này là cũng liên quan đến cái quyền sở hữu thì em Dương cũng xin phép là cũng không dám là can thiệp vào sâu, nên là để mà mấy hôm nữa hai anh em mới tìm được cái nguồn nước mới thì tiếp tục là giúp hai anh em này là đi kéo cái nguồn nước khác ạ. Và bây giờ thì có lẽ là em Dương cũng đi cùng với em Dính san cái chỗ cái rãnh ở đằng sau nhà để mà cho nó làm sao nó dốc xuống ở cái phần mặt trước, bởi vì là nếu như mà dốc đẩy lùi ra sau dốc ra sau ấy, thì nó sẽ bị nước sẽ bị tràn vào nhà và ngập ở cái trước chân tường ạ. Nhà của em Dính ấy thì là hiện tại thì cũng đã là cơ bản nó đã hoàn thành rồi, hoặc là 90% đã hoàn thành. Bởi vì hiện tại bây giờ vẫn còn chờ là cái cửa, các cái cánh cửa thôi. Mà các cánh cửa thì em Dương cũng đã đặt ở trên công xưởng, trên các xưởng rồi. Và cũng có lẽ là tầm mấy hôm nữa là cũng có. Đây ạ, thì ở đây cái chỗ cái hiên nhà ấy thì cũng anh thợ cũng đã láng nền ra cũng tương đối là dốc đấy. Không biết là đây ở bên trong nhà cũng rất là rộng rãi cho quý cô bác nhé. Có hai phòng đây bởi vì là cái nền nhà cũng vừa mới làm xong nên là cũng chưa cứng hẳn đấy. Em Dương cũng không dám vào, em Dương cũng chỉ sơ qua bên ngoài thôi. Đây là cái một tổng thể một cái căn nhà của em Dính, cái căn nhà của em Dính nhé. Đây lợp bằng mái ngói polo đây ạ. Và có cái phòng bếp này, phòng bếp ở bên trong phía trong kia là nhà vệ sinh luôn. Ở đây là cái phòng ngủ đấy ạ. Hai phòng ngủ nhé quý cô bác nhé. Đây bên này một phòng nữa. Cái phòng này thì em Dương ha cũng có đây các anh cơ cũng để cái cửa sổ bên này để nó thông thoáng hơn.
Đây, cái phòng phòng ngủ đây. Còn cái số củi với lại ván này thì là trong cái thời gian này thì em Dính, hai vợ chồng em thì cũng đang đi hộ nhà em Pó san nền nhà ấy, thì là cũng chưa dọn được, nên là em Dương cũng sẽ nhắc xem là hai vợ chồng bao giờ rảnh thì cố gắng là làm dọn cái số ván này cầm gọn gàng. Đất ở bên ngoài này thì em Dính thì cũng đang bắt đầu là cuốc san làm sao nó thấp hơn cái nền nhà bên trong, bởi vì nếu như mà nó dốc ra đằng sau ấy thì nó nước nó sẽ bị tràn vào trong. Đây cái phòng bếp đấy, hai vợ chồng cái nhà, cái gia đình hai vợ chồng rất là thoải mái rồi. Đây có nhà vệ sinh ở phía sau ở trong kia, Dương cũng đang đặt cửa đấy. Để phốt thì em Dính cũng đang bắt đầu là lấy đất lấp vào cái hai mấy cái khe bên cạnh. Đây anh em đang hai anh em đang đào đấy nhà đúng ạ. Đây xem cố gắng ô bó thế em đang san nền nhà mà, nhưng mà em sợ em Dính không biết làm đấy. Sợ Dính không biết làm à? Lên hộ Dính à? Vâng. Thế là san làm sao đó cho nó dốc xuống hai bên nhá. Vâng. Để cái chỗ ở giữa nó cao lên hơn một tí. Vâng. Đấy. Bởi vì nếu mà mình ở giữa nó thấp xuống ấy, thì nó bị nước nó bị võng ấy. Chỗ ở đấy thì nó nắng. Vâng. Đằng sau không tốt đâu, nó lại nước ở dưới nhà. Thế xem hai anh em cố gắng làm nhé. Vâng. San làm sao. Đây cái tường nhà của em Dính thì cái chỗ này, cái thời gian em Dính san nền nhà thì cái đoạn này cũng đất đá rất là nhiều, nhưng mà sẽ là yên tâm là trong cái việc là sợ bị sạt nhá. Đá đất ở nhà em Dính của cái chỗ tường này cũng là rất là chắc đấy. Có đá à? Không có thế à? Nào cái rãnh này rộng thêm một tí nhá. Có đa mình chỉ thế nhá. Đấy, làm rộng rộng một tí nhá. Mình để cái chỗ này nó không nên đâu. Lấy đất để bên này cho nó làm sao bên này nó cao hơn. Hiểu không? Cho chế sát đi ấy. Đấy, để bên này nó cao hơn thì nó đất nó mới nước nó không ngấm lên trên này chứ. Thì nó biết sao ra phía sau nhà chứ, sau lấy kia. Dầm lấy cây về dầm chỗ này đấy nhá. Được chưa? Nhưng mà cho chắc bà làm lời con ý này. Đấy. Hết thuốc rồi em, chỉ một lò lọc. Chỉ một lọc. Ừ. Nó đi phân nhiều quá chưa? Vậy đi đâu? Hả? Có công rồi. À đi giả công à, vợ đi giả công à? Giả nhà nào đấy? Một phân từ từ này đi nè. Chị dâu á? Một phân thì phân thì tí à? Ủa không đi đá mới chỉ nhá. Cái này rộng một tí. Mưa nhiều nó đỡ phải lắng. Đấy. Nhanh đi nhá. Ừ. Tính anh bảo đây. Xong là lúc nào rảnh lấy cái chỗ ván này cất đi nhá. Chú Honey một cho chế nhá. Xem tìm chỗ nào xếp gọn vào. Cái chỗ ở bên cái chỗ cạnh bể phốt đi, cái chỗ đấy rộng mà. Cái tỏ chắc chỗ bể tỏ này. Sau tới Dương cho chế ta để gọn vào. Xong là tóm nhá anh bảo này. Hai cái quần thép này xong xem hai anh em quán nhất cất đi. Bởi vì mai này làm nhà em ấy, có gì mình tận dụng luôn. Đấy, để đỡ phải là công vận chuyển này. Đúng ạ. Đấy, nhá. Lấy xuống này chị đông. Rồi đấy, thế lấy xuống đấy, cất đi. Cần đúng, cần đúng. Ừ.
Thế sau là có để chỗ xi này cẩn thận nhé. Vâng ạ. Không cho các cháu trẻ con này nó lại lấy cào ấy. Vâng đúng ạ. Rồi là hỏng hết xi. Vâng. Với lại cái chỗ này cũng là tương đối nhiều thì không để ý mấy đứa mình cần được dùng. Vâng. Đấy nhá. Vâng. Mà đây còn chỗ thêm này nữa này, bởi vì buổi tối em cũng ngủ đây mà đúng không? Em vẫn ngủ ở chỗ này. Ừ đấy, xong là để cẩn thận vào. Vâng. Còn tối thì xem là nấu cơm cho anh em ăn đi nhá. Vâng. Có lẽ thì bây giờ em Dương cũng còn đi những cái công trình khác nữa nên là em Dương cũng xin phép được dừng video tại đây. Xin hẹn quý vị ở cái video tiếp theo.